Minh đường tử vi hoan hỷ chào đón các bạn. Chúc các bạn xem video vui vẻ, bước sang ngày mới công việc tốt lành, vạn sự hạnh thông, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp thứ tư ngày mùng 6 tháng 1 năm 2021. Và theo âm lịch, hôm nay là ngày 24 tháng 11 năm Canh Tý. Ngày này là ngày Giáp Dần, tháng Mậu Tý, năm Canh Tý và ngày hôm nay là ngày hắc đạo, các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ giáp tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc thanh long, giờ ất sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc minh đường, giờ mậu thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc kim quỹ, giờ kỷ tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc bảo quang, giờ tân mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc ngọc đường, giờ giáp tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc tư mệnh. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ bính dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc thiên hình, giờ đinh mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc chu tước, giờ canh ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc bạch hổ, giờ nhâm thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc thiên lao, giờ quý dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc nguyên vũ, giờ ất hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc câu trần. Về ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, đại khê thủy, ngày giáp dần, tức can chi tương đồng, thuộc mộc, và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm, đại khê thủy, kỵ tuổi, mậu thân, bính thân, ngày thuộc hành thủy, khắc với hành hỏa, đặc biệt là tuổi, mậu tý bính thân, mậu ngọ, thuộc hành hỏa, không sợ thủy. Ngày dần, lục hợp với hợi, tam hợp với ngọ và tốt thành hỏa cục, xung với thân, hình tỵ, hại tỵ, phá hợi và tuyệt dầu. Về tuổi xung khác trong ngày, tuổi mậu thân, bính thân, canh ngọ, canh tí, tuổi xung trong tháng, tuổi bính ngọ, giáp ngọ. Về các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao thiên phú, tốt mọi việc, nhất là về xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ, khai trương, mở kho, nhập kho, an táng, sao thiên mã hay còn gọi là lộc mã, tốt cho việc xuất hành, giao dịch, mua bán, ký kết hợp đồng, cầu tài lộc, sao nguyệt ân, tốt mọi việc, sao lộc khổ, tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, giao dịch, sao phúc sinh, tốt mọi việc, sao dịch mã, tốt mọi việc, nhất là xuất hành. Sao sáu trong ngày gồm có sao thổ ôn, kỵ về xây dựng nhà cửa, đào ao, đào giếng, tế tử, sao hoang vu, sáu mọi việc, sao hoàng sa, sáu đối với xuất hành, sao bạch hổ, kỵ an táng, sao quả tú, sáu đối với cưới hỏi, sao sát chủ, sáu mọi việc. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng đông bắc, tài thần, hướng Đông Nam. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp thứ tư ngày mùng 6 tháng 1 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ tư ngày mùng 6 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Tý, cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Tý trong ngày này đang gặp ngày có thương quan giáng họa, nhắc nhở bạn tuổi Tý nên tập trung hơn nữa trong công việc hoặc là chuyện học hành của mình. Thời điểm cuối năm là lúc cần phải bứt phá tốc độ, chỉ cần một phút lơ là, chạy mãng của bạn cũng có thể khiến cho công sức mà từ trước tới giờ của bạn bỏ ra, đổ xuống sông, xuống bể. Có lẽ với bạn tuổi Tý đang để cho chuyện tình cảm ảnh hưởng nhiều tới tâm trạng của mình cho nên không hề quan tâm tới công việc mà mình đang phải làm với bạn tuổi Tý hãy cố gắng sốc lại tinh thần đừng để cho bản thân mình cứ mãi chạy theo sau lưng người khác như vậy bên cạnh đó trong cái vận tình ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Tý bạn lại đang gặp được ngày thủy sinh cho mộc vượng đây là dấu hiệu tốt cho sức khỏe của bản mệnh bạn mệnh đang có được sự cải thiện rõ rệt về sức khỏe. Nếu như bạn muốn đạt được những điều mình mong muốn, điều đầu tiên bạn phải cần chuẩn bị là một thể chất thật sự khỏe mạnh. Vì thế, đừng có bao giờ chủ quan với sức khỏe của chính mình. Về từ vi tuổi giáp tý thuộc kim, tinh thần làm việc chạy mãng, lơ là. Từ vi tuổi bính tý thuộc thủy, hãy đặt ra những mục tiêu tham vọng hơn nữa cho mình. Từ vi tuổi mậu tí thuộc Hỏa, đừng đánh đổ công sức bấy lâu nay, từ vi tuổi Canh tí thuộc Thổ, tình cảm ảnh hưởng tới công việc, từ vi tuổi Nhâm tí thuộc Mộc, sức khỏe tốt, thể chất tuyệt vời. Vài đánh giá của bà tuổi tí trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 5 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 9, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh lá, quý nhân phù trợ, tuổi thìn, tuổi thân, tuổi sửu. Từ vi tuổi sửu thứ tư ngày mùng 6 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ tư này đối với bà tuổi sửu cho chúng ta thấy là Vận trình của bạn tuổi sửu trong ngày này đang gặp được ngày của chính ấn chiếu mệnh, cho nên với bạn tuổi sửu đây là lúc mà bạn cần phải phát huy hết năng lực cá nhân của mình để phát triển sự nghiệp cho mình. Không phải lúc nào cơ hội cũng sẵn có, cho nên với bạn tuổi sửu đừng có trần trừ do dự thêm nữa. Và với bạn mạnh tuổi xỉu, hãy mạnh dạn làm theo những gì lý trí mách bảo. Nếu vẫn cảm thấy chưa chắc chắn về lựa chọn của mình, thì bạn có thể hỏi thêm những người có kinh nghiệm đi trước. Chắc chắn những lời khuyên bảo góp ý từ những người đó sẽ giúp cho bạn tìm ra con đường đi đúng đắn cho mình. Và với bạn tuổi xỉu, bạn cũng cần phải hiểu rằng thất bại hay là sai lầm không phải lúc nào cũng đáng sợ như bạn vẫn nghĩ sai ở đâu thì sự ở đó, vấp ngã ở đâu thì đứng dậy ở đó. Còn nếu như bạn sợ sai, sợ vấp ngã thì chỉ có cách là không làm gì mà thôi. Và bạn tuổi xỉu, bạn sẽ mãi dậm chân tại chỗ. Vận trình ngày thứ tư này đối với bạn tuổi xỉu, bạn lại đang gặp ngày có màu khác với thổ. Đây là điểm báo không tốt cho những dự định liên quan tới chuyện tình cảm cũng như là về tiền bạc của bạn trong ngày hôm nay dù bạn đang có ý định cho việc gì đi chăng nữa cũng nên đợi tới thời điểm khác thích hợp hơn rồi tiến hành. Vai tử vi tuổi ất sửu thuộc kim nên cố gắng phát huy năng lực của mình để vươn cao vươn xa hơn nữa. Tử vi tuổi đinh sửu thuộc thủy mạnh dạn đi trên con đường mà mình đã lựa chọn. Tử vi tuổi kỷ sửu thuộc hỏa họ, nên học hỏi kinh nghiệm của những người đi trước. Từ vi tuổi tân xỉu, thuộc hổ, đừng có quá lo lắng mà để cho kế hoạch mãi chỉ ở trên giấy tờ. Từ vi tuổi quý xỉu, thuộc mộc, tình cảm không có tín chỉnh rõ ràng. và đánh giá của bạn tuổi xỉu trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc. 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 0, số 5, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi dậu, tuổi tỵ. Từ vi tuổi dần thứ tư ngày mùng 6 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày thứ tư này đối với bạn tuổi dần cho chúng ta thấy là đây là một ngày rất thuận lợi để cho bạn tuổi dần thực hiện những kế hoạch nhằm cải thiện tình hình về tài chính hiện tại của mình khi bạn đang có được thiên tài xuất hiện đỏ mệnh hỗ trợ cho bạn và với bạn tuổi dần đang được trao cho nhiều cơ hội để kiếm tiền một cách rất chi là thuận lợi nữa Tuy nhiên, cơ hội đến thuận lợi, nhưng vậy cũng kèm thiêu không ít rủi ro tiềm ẩn trong đó. Với bạn mệnh tuổi dần, tốt nhất là phải luôn giữ cho đầu óc tỉnh táo, đừng có vội vàng quyết định điều gì khi chưa nắm chắc được kết quả, nhất là các lĩnh vực đầu tư về tiền bạc. Và trong ngày thứ tư này, đối với bạn tuổi dần, bạn lại đang gặp ngày có mộc khí vượng. Cái điều này cho thấy, thời tiết khô lạnh là nguyên nhân gây ra các bệnh về gân cốt, tỳ vị, trúng gió vì vậy với bạn tuổi dần cần phải chú ý dự ấm cho cơ thể cẩn thận khi đi ra ngoài để bảo vệ cơ thể của mình luôn được khỏe mạnh xem tử vi ngày thứ tư này đối với bạn tuổi dần ngày này thích hợp để cho bạn cầu phúc cầu tài vì vậy nếu là người làm kinh doanh buôn bán bạn có thể tranh thủ ngày hôm nay để thực hiện những công việc này chắc chắn hiệu quả với bạn sẽ tăng cao về tử vi tuổi giáp dần thuộc thủy cơ hội cải thiện về tài chính tử vi tuổi bính dần thuộc hỏa cẩn thận rủi ro khi tiến hành đầu tư tử vi tuổi mậu dần thuộc thổ cần phải kiểm chứng tính khả thi của kế hoạch tử vi tuổi canh dần thuộc mộc chú ý dự ấm cho cơ thể tử vi tuổi nhâm dần thuộc kim nên cầu tài cầu phúc về đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ tư này sự nghiệp 4 sao tài lộc, 5 sao sức khỏe, 3 sao tình cảm, 4 sao con số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh rêu, màu xanh lục, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi ngọ, tuổi tốt từ vi tuổi mão thứ tư ngày mùng 6 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày thứ tư này đối với bạn tuổi mão cho chúng ta thấy là với bạn tuổi mão trong ngày này đang có được sự xuất hiện của ngũ hành tam hội cho nên công việc của bạn tuổi mão sẽ có được những bước tiến triển tốt giúp cho bạn dễ dàng hoàn thành được các dự án trước thời hạn đặt ra đây quả là tin mừng sau những tháng ngày đau đầu, mất ăn mất ngủ vì lo lắng giải quyết hàng loạt vấn đề tồn đọng trước đó của bạn. Thậm chí hôm nay đối với bạn tuổi mão còn có thể gặp được quý nhân sẽ được dẫn dắt bạn phát triển thuận lợi hơn nữa. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ tư này đối với bạn tuổi mão, bạn đang gặp được ngày có chính tài nhập cục. Cho nên với bạn tuổi mão, vẫn có được nguồn thu nhập ổn định từ công việc chính nhưng nếu như bạn muốn có được tài chính dư dả hơn, bạn nên có kế hoạch chi tiêu cụ thể hoặc là nghĩ tới việc kinh doanh nhô nhỏ với mình. Trong ngày này, đối với bạn tuổi mão, bạn cũng đang gặp được ngày có ngộ hành tương hợp giúp cho chuyện tình cảm của bạn tuổi mão đang tiến triển rất chi là ổn định bạn và người ấy vẫn đang cố đắp xây để tình yêu bền vững hơn, còn đối với những bạn đang còn độc thân thì vẫn bình thản đợi chờ một nửa thích hợp với mình. Bạn không có điều gì cần phải lo lắng về tình cảm của mình vào lúc này. Vài tử vi tuổi ất mão thuộc thủy, công việc tiến triển tốt, dự án nhanh chóng hoàn thành. Tử vi tuổi đinh mão thuộc hỏa, được quý nhân dìu dắt, để tiến xa hơn nữa, từ vi tuổi kỷ mão thuộc thổ, tài chính được ổn định nhưng không quá dư dả. từ vi tuổi tân mão thuộc mộc, tình cảm ổn định, đôi lứa tâm đầu ý hợp. Từ vi tuổi quý mão thuộc kim, đối với những bạn đang quản độc thân, không quá gấp gáp trong chuyện tình cảm. Và đánh giá của bạn tuổi mão trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm, 5 sao, con số may mắn, số 1, số 6, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi hợi, tuổi mùi. Từ vi tuổi thìn thứ tư ngày mùng 6 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày thứ tư này đối với bà tuổi thìn ạ cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi thìn trong ngày này đang gặp ngày có tỷ kiên chiếu mệnh cho nên với bà tuổi thìn đang có điểm báo phải đối mặt với không ít rắc rối về cái mối quan hệ công việc của mình ngày hôm nay thái độ thờ ơ với công việc chung chính là làm cho mọi người không hài lòng về bà tuổi thìn trong ngày và với bạn tuổi thìn có thể phải nhận một vài lời phàn nàn thậm chí là phê bình khi thiếu sự liên kết với các đồng nghiệp và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn tuổi thìn là bạn hãy quan tâm và giúp đỡ mọi người nhiều hơn nữa ở trong môi trường tập thể bạn không thể sống cá nhân hay luôn làm việc một mình được Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ tư này đối với bà tuổi Thìn, bà lại đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc, dự báo cái chuyện tình cảm của bản mệnh lại không được máy thuận lợi. Bạn và nửa kia dễ nổ ra những tranh cãi gay gắt khi có bất đồng quan điểm với nhau. Và với bà tuổi Thìn, nếu không sớm tìm cách dung hòa những mâu thuẫn này, cứ để cho mọi thứ tích tụ càng ngày càng lâu thì tình cảm sẽ càng sớm đổ vỡ với bạn chẳng dễ dàng gì mà để cả hai có thể đi đến một ngày hôm nay và với bạn tuổi thìn bạn hãy nghĩ đến những khó khăn đã cùng nhau vượt qua và cho nhau một cơ hội để hàn gắn tất cả vài tử vi tuổi giáp thìn thuộc họ mối quan hệ với đồng nghiệp không được hài hòa từ vi tuổi bính thìn thuộc thổ bị phê bình vì thiếu sự hòa đồng với tập thể từ vi tuổi mậu thìn thuộc mộc nên tránh tỏa thái độ thờ ơ với công việc chung từ vi tuổi canh thìn thuộc kim tình cảm có dấu hiệu rạn nứt do tranh cãi liên minh từ vi tuổi nhâm thìn thuộc thủy nên đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ về đánh giá của bà tuổi thìn trong ngày thứ tư này sự nghiệp ba sao tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 9, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu xanh lục, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Dậu, tuổi Thân. Từ vi tuổi Tỵ thứ tư ngày mùng 6 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày thứ tư này đối với bà thủ tỵ ạ cho chúng ta thấy là vận trình của bà thủ tỵ trong ngày này đang gặp ngày của cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân tỵ hợi cho nên với bạn thủ tỵ đang có điểm báo dễ phạm phải tiểu nhân họa thị phi ảnh hưởng tới con đường thăng tín của mình không phải ngẫu nhiên mà dạo gần đây thường xuyên xuất hiện những lời đồn đại không chính xác về bạn Trốn công sở là nơi thường xuyên xảy ra gai ghét, đố kỵ lẫn nhau và với bạn tuổi tỵ đừng có bao giờ ngây thơ nghĩ rằng mọi thứ đều có màu hồng như vẻ bên ngoài. Điều tốt nhất là với bạn tuổi tỵ có thể làm bây giờ là hãy cố gắng dung hòa các mối quan hệ và đặc biệt chú ý cái cách ứng xử của bản thân để không gây thủ chúc oán với ai lại thêm trong cái vận trình ngày thứ tư này đối với bà tuổi tỵ bạn lại đang gặp ngày có thiên quan gây rối cái điều này cho thấy với bà tuổi tỵ nên cảnh giác với những lời đường mật xúi dục bản thân mình tham gia vào các dự án đầu tư hấp dẫn nào đó tiền bạc chẳng bao giờ từ trên trời rơi xuống cho nên với bà tuổi tỵ làm thật hưởng thật thay vì chuộc lợi bất chính về cho mình Ngoài ra, trong cái vận trình ngày thứ tư này đối với bà tuổi Tỵ, bạn lại đang gặp được ngày có mộc sinh cho họa vượng. Cái điều này cho thấy với bạn mệnh tuổi Tỵ rất may mắn, dù là ngoài kia có bao nhiêu là sóng gió đằng sau lưng bạn, vẫn luôn có một người sẵn sàng ủng hộ cho bạn, luôn tin tưởng và quan tâm đến bạn vô điều kiện. Và với bà tuổi Tỵ, bạn hãy biết trân trọng hạnh phúc mà mình đang có. Về từ vi tuổi Ất Tỵ thuộc hỏa, gặp chuyện thị phi trốn công sở, từ vi tuổi Đinh Tỵ thuộc thổ, cố gắng dung hòa các mối quan hệ với đồng nghiệp, từ vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mộc, cẩn trọng khi ứng xử để không gây thù trúc oán, từ vi tuổi Tân Tỵ thuộc kim, đừng vội tin vào những lời đường mật, kẹo lại hao tài tốn của. từ vi tuổi Quý Tỵ thuộc thủy, may mắn vì nửa kia luôn tin tưởng và ủng hộ cho bạn. Vài đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 5, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường màu tím, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Dậu, tuổi Thân. Và các bạn đang xem video, đừng tiếc like, comment, Đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Tiếp theo, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Ngọ thứ tư ngày mùng 6 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Ngọ cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Ngọ trong ngày này đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp, dần ngọ tốt phù trợ, cho nên với bạn tuổi Ngọ sẽ đón nhận tin mừng cả về công việc lẫn chuyện tình cảm của mình và hôm nay quả là một ngày thích hợp để cho bạn tiến hành những kế hoạch như là ký kết hợp đồng, xuất hành đi xa sẽ đem lại cho bạn nhiều kết quả tốt đẹp và với bạn tuổi ngọ điều duy nhất mà bạn cần phải cải thiện lúc này đó chính là tính nóng vội của mình bạn là người nhiệt tình có năng lực hành động nhưng lại khó giữ được lửa nhiệt của mình lâu dài đó là nguyên nhân dễ cho bạn bộ rỡ dựa chừng khó đạt được mục tiêu mà mình đã đề ra và dù bạn tuổi Ngọ, nếu như bạn làm bất kỳ việc gì, cần phải có sự kiên trì theo đuổi mục tiêu thì mới có thể nhận được kết quả xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra. Kiên trì chính là chìa khóa dẫn tới thành công, cũng vì thế, bạn cần phải cố gắng hết mình. Bạn sẽ nằm trong những con giáp thành công, sự nghiệp mình phơi phới trong năm 2021. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Ngọ, bạn lại đang gặp được ngày của chính quan chiếu mệnh chính là vị thần hộ mệnh cho công việc của bạn ngày hôm nay. Bạn mệnh sẵn sàng, tinh thần để chiến đấu với bất kỳ khó khăn nào để vượt qua mọi trở ngại để đạt được mục tiêu của mình đề ra từ trước đó. Vài tử vi tuổi giáp ngọ, thuộc kim, công việc và tình cảm đều tiến triển tốt. Tử vi tuổi bính ngọ, thuộc thủy nên tiến hành những kế hoạch ký kết hợp đồng hay là xuất hành đi xa trong ngày hôm nay rất chi là tốt với bạn. Tử vi tuổi mậu Ngọ thuộc Hỏa không nên buộc cuộc dựa trừng, tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc Thổ kiên trì là chìa khóa dẫn tới thành công, tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc Mộc sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn để đạt được mục tiêu của mình. Và đánh giá của bà tuổi Ngọ trong ngày thứ tư này, sự nghiệp năm sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 6, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi mùi, tuổi tốt. Từ vi tuổi mùi thứ tư ngày mùng 6 tháng 1 năm 2021 Xem tử vi ngày thứ tư này đối với bà tuổi mùi ạ, cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi mùi trong ngày này đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh cả điều này tạo ra rất nhiều bước đà thuận lợi để cho bạn tuổi mùi có thể bứt phá và vươn tới thành công. Bạn tuổi mùi, bạn không nên bỏ lỡ những cái cơ hội này. Chỉ vì cứ mãi lo lắng về những chuyện chưa xảy ra, những lo lắng được mắt đang dìm bước chân của bạn kiếm đến thành công. Tương lai phía trước ra sao do chính mình quyết định và với bạn tuổi mùi hoàn toàn có thể nắm giữ được nó trong tay và lựa chọn hướng đi cho mình. Một chút dũng cảm và quyết đoán hơn sẽ khiến cho thành quả của bạn đạt được thêm ngọt ngào và xứng đáng với mình. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày này đối với bạn tuổi mùi, bạn lại đang gặp ngày có mộc khác với thổ. Cái điều này gây ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe của bạn. Và nếu như bạn tuổi mùi không sớm có sự điều chỉnh về lối sống kịp thời, rất có thể bạn sẽ phải trả giá đắt cho sự coi thường sức khỏe của mình. Ngày này, vị trí thai thần nằm ở vùng thắt lưng, dạ dày, kinh thủ dương minh đại tràng. Vì vậy, với bạn tuổi mùi, bạn không nên làm tổn thương hay là tác động, mộ xỉa, châm chích lên các vị trí này. Vài tử vi tuổi ất mùi thuộc kim có được cơ hội phát triển và thăng tiến trong sự nghiệp của mình. Tử vi tuổi đinh mùi thuộc thủy lô được lô mắt chỉ ghim bức chân của mình tiến tới thành công. tử vi tuổi kỷ mùi, thuộc hỏa, sức khỏe bất ổn vì lối sống không được lành mạnh. tử vi tuổi tân mùi, thuộc thổ, tương lai ra sao, hoàn toàn do bạn lựa chọn. tử vi tuổi quý mùi, thuộc mộc, không nên va chạm, mộ xỉa, chăm chích ở vùng thắt lưng, dạ dày, kinh thủ dương minh đại tràng. Và đánh giá của bà tuổi mùi trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu ghi, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi ngọ, tuổi hợi. Từ vi tuổi thân thứ tư ngày mùng 6 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày thứ tư này đối với bạn tuổi thân cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi thân trong ngày này đang gặp ngày của cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân tị hợi cho nên với bạn tuổi thân đang có điểm báo không phải là một ngày may mắn với bạn vận trình ngày này với bạn tuổi thân khá chi là ảm đạm mang điều báo mang điểm báo họa hại đòi hỏi bản mệnh cần phải xử lý cẩn trọng kéo lại rức họa vào thân còn về phương diện tình cảm của bạn tuổi thân trong ngày thứ tư này cũng có điểm báo có kẻ thứ ba xiên chân vào tình cảm giữa hai bạn. Cả bạn và người ấy đều chưa nhận thức rõ ràng về vai trò của người kia trong cuộc đời của mình. Cho nên chưa thực sự trân trọng mối quan hệ hiện tại và đừng để đến lúc mất đi mới cảm thấy hối hận thì đã muộn rồi bạn tuổi thân. Ngày này tỷ kim chiếu mệnh, cái điều này còn cho thấy với bạn tuổi thân trở nên khá chi là cứng đầu trong công việc, bạn khó chấp nhận được việc bản thân mình không được nhìn nhận đúng thực lực, do đó với bạn tuổi thân sẽ cố gắng bằng mọi cách để chứng minh bản thân mình bản thân mình hơn nữa. Và với bạn tuổi thân cũng đang có xu hướng bỏ ngoài tai những lời nói của người khác, chỉ muốn làm theo ý của mình, chính vì thế bạn dễ gây mất lòng đồng nghiệp cấp trên cũng không thật sự hài lòng với những biểu hiện này của bạn. Về tử vi tuổi giáp thân thuộc thủy vận trình ảm đạm có điểm báo họa hại tử vi tuổi bính thân thuộc họa chú ý từng lời nói và hành động của mình để không rước họa vào thân tử vi tuổi mậu thân thuộc thổ tình cảm dễ có người thứ ba chiên chăn vào phá hoại tử vi tuổi canh thân thuộc mộc nên ý thức được tầm quan trọng của nữ kia trong đời sống của mình. Từ vi tuổi nham than thuộc kim không nên cố chấp làm theo ý của mình mà bỏ ngoài tai lời góp ý của người khác. Vài đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 9, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường màu vàng màu bạch kim, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ, tuổi tý, tuổi thìn. Từ vi tuổi dậu thứ tư ngày mùng 6 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ tư này đối với bà tuổi dậu chua chúng ta thấy là với bà tuổi dậu trong ngày này đã gặp ngày có kíp tài chiếu mệnh cho nên bạn tuổi Dậu đang có điểm báo bản mệnh có thể gặp phải họa mất tiền hoặc là hao tài tốn của do sự chủ quan của mình gây ra và với bạn tuổi Dậu trong ngày này dù đi gần hay là đi xa cũng nên dự vững túi tiền của mình cũng như là cẩn thận với những đầu đạc có giá trị giá trị mà mình đang có bản mệnh có thể lựa chọn hướng đi xuất hành may mắn trong ngày hôm nay như là Hỷ Thần hướng Đông Bắc và tài thần hướng Đông Nam. Đây là hai hướng sẽ giúp cho bạn có được hạnh thông, thuận lợi hơn trong công việc. Và trong ngày này đối với bà tuổi Dậu, bạn cần phải giữ cho đầu óc của mình luôn minh mẫn khi tham gia đầu cơ về tài chính, kẹo lại mất tiền mang tật vào thân, không nên mạo hiểm, vung tiền vào những lĩnh vực mà bản thân mình chưa rõ ràng. Làm như vậy chẳng khác nào tự vứt bỏ tài lộc của mình đi ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Dậu bạn lại đang gặp ngày của ngũ hành tương khắc cho thấy với bạn tuổi Dậu đang gặp khá nhiều áp lực từ cuộc sống của mình với rất nhiều tâm sự đè nặng trong lòng nhưng bạn chẳng thể nào giải tỏa được không biết phải giải bày cùng với ai và những lúc như vậy với bạn tuổi Dậu bạn thử tâm sự với nửa kia hoặc là những người bạn thực sự tin tưởng đừng có giữ tất cả ở trong lòng như vậy chỉ khiến cho bạn thêm ngột ngạt và cảm thấy bế tắc mà thôi. Vài tử vi tuổi Ất Dậu thuộc Thủy vướng vào tranh chấp với cấp trên, tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc Hỏa không nên nóng nảy để mau thuẫn lên cao, tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc Thổ hãy dụng cảm đối diện với thử thách, tử vi tuổi Tân Dậu thuộc Mộc tâm sự với người thân thiết nhiều hơn, tử vi tuổi Quý Dậu thuộc Kim không nên giấu mọi chuyện ở trong lòng về đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 1, số 5, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường màu bạc, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Thìn, tuổi Sửu, tuổi Tỵ. Từ vi tuổi Tuất thứ tư ngày mùng 6 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày thứ tư này đối với bà tuổi tuất á, cho chúng ta thấy là với bà tuổi tuất trong ngày này đang gặp được ngày của cục diện ngũ hành tam hợp dần ngọa tuất phù trợ, cái điều này tạo ra cho bà tuổi tuất có được cơ hội để bày tỏ tình cảm của mình. Song dường như với bà tuổi tuất đang gặp vài một số vấn đề khó khăn để có thể thẳng thắn đối diện với người ấy và bạn cũng đừng quá lo lắng, bạn hãy cứ giao mọi chuyện cho trái tim của mình dẫn đường đi nước bước. Trong thời điểm đào hoa vượng sắc như ngày hôm nay, đối với những bạn đang còn độc thân thì cần thêm chút dụng khí thì mới có thể nắm chắc được hạnh phúc trong tay. Còn đối với những bạn đã có nửa kia và đã lập gia đình rồi thì cũng nên nghĩ tới việc hâm nóng tình cảm của đôi bên. Đã bao lâu rồi hai bạn không có được một buổi hẹn hòa theo đúng nghĩa của tình cảm dành cho nhau. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Tuất, bạn cũng đang gặp được ngày của chính Ấn Độ mệnh để nhấn mạnh tầm quan trọng của sức sáng tạo trong công việc của bạn ngày hôm nay. Với bạn tuổi Tuất, bạn là người có tài năng, bạn mạnh có thể đạt được những bước ngoặt đáng kinh ngạc trên con đường sự nghiệp của mình nhờ biết vận dụng tốt khả năng sáng tạo của bản thân mình. Và với bà tuổi Tuất, chính bản lệnh vượng vàng khi đối mặt với khó khăn và vượt qua khó khăn là điều giúp cho bạn. Ghi điểm trong mắt cấp trên, nhờ đó mà cấp trên sẽ dần nhận ra năng lực tiềm tàng trong con người của bạn và sẽ trọng dụng bạn xứng đáng. Về tử vi tuổi giáp tuất thuộc họ có được cơ hội bày tỏa tình cảm với đối tượng thầm thương trọn mến. Tử vi tuổi bính tuất thuộc thổ, người đã có nửa kia nên hâm nóng tình cảm. Tử vi tuổi mão tuất thuộc mộc, sức sáng tạo là điều giúp cho bạn thành công nhanh hơn. Tử vi tuổi canh tuất thuộc kim được cấp trên trọng dụng và ta trao cho cơ hội. Tử vi tuổi nhâm tuất thuộc thủy có thể đạt được bước ngoặt lớn trong công việc. Về đánh giá của bạn tuổi tuất trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc. 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi ngọ, tuổi mão. Từ vi tuổi hợi thứ tư ngày mùng 6 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ tư này đối với bà tuổi hợi cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi hợi trong ngày này bạn đang gặp được ngày dần hợi nhị hợp cái điều này giúp cho bà tuổi hợi có thể xử lý khéo léo các mối quan hệ xã giao xung quanh mình một cách hài hòa, tốt đẹp. Đó đều là những mối quan hệ cần thiết cho công việc cho nên với bà tuổi hợi không muốn mình mích lòng với bất cứ ai. May mắn là với bà tuổi hợi là người có tính tình hiền lành, chu đáo cho nên ai cũng muốn kết giao với bạn dù có trải ra xung đột, bạn chính là người ở giữa điều tiết các bên. do đó với bà tuổi Hợi, bạn nhận được sự quý mến và tin tưởng của tất cả những người xung quanh. bên cạnh đó trong cái vận trình ngày thứ tư này đối với bà tuổi Hợi, bạn cũng đang gặp được ngày của thực thần phù trợ. cái điều này giúp cho bản mệnh tuổi Hợi đang có được lộc làm ăn trong ngày hôm nay. đặc biệt là đối với những bạn làm nghề tự do, kinh doanh buôn bán sẽ tìm được những mối làm ăn hứa hẹn cũng như là đối tác tiềm năng với mình. Và trong ngày thứ tư này đối với bạn tuổi hợi, bạn lại đang gặp được ngày có thủy sinh cho mộc vượng. Cho nên về phương diện tình cảm của bạn tuổi hợi trong ngày hôm nay cũng đang có báo hiệu rất chi là tốt lành. Gia đình chính là nguồn động lực rất lớn để cho bạn tuổi hợi nỗ lực hơn để theo đuổi những điều mình mong muốn và bà tuổi hợi bạn mong có thể mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho những người thân yêu của mình cho nên sẽ luôn cố gắng hết mình trong mọi công việc cuộc sống về tử vi tuổi ất hợi thuộc hỏa các mối quan hệ xã giao hài hòa tốt đẹp tử vi tuổi đinh hợi thuộc thổ được mọi người tin tưởng và yêu mến tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mộc có lộc làm ăn, cải thiện về tài chính. Từ vi tuổi tân hợi, thuộc kim, gia đình là nguồn động lực lớn để cho bạn cố gắng. Từ vi tuổi quý hợi, thuộc thủy, tìm được đối tác tiềm năng để hợp tác. Về đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 1, số 6, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi mão, tuổi mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.